chủ nhà hàng tươi sống và những báo ứng kinh dị. Cuối năm 2015, sau bài chia sẻ với mấy ngàn Phật tử tại Chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, tôi được một người đàn ông trung niên, tóc qua râm, mặc áo tràng màu lam, dúi vào tay tôi một mẫu giấy. Về đến khách sạn, tôi mở ra đọc thưa nhà báo hoàng anh sướng tôi rất tâm đắc với những gì nhà báo chia sẻ sáng nay tại chùa hoàng pháp giá như tôi được gặp nhà báo sớm hơn thì cuộc đời tôi hạnh phúc biết bao tôi biết công việc nhà báo rất bận nhưng tôi mạo muội xin phép được gặp lại nhà báo để được kể câu chuyện của đời tôi một cuộc đời nhiều tội lỗi khổ đau u mê lầm lạc tôi tin qua ngòi bút của nhà báo nó sẽ giúp ích cho bạn đọc nhiều lắm điện thoại của tôi nóng lòng chờ thư của anh kính thư nguyễn nhật trung tôi quyết định đổi chuyến bay về hà nội tối hôm đó tôi hẹn gặp người đàn ông bí ẩn đó tại một quán trà đạo ở sài gòn gặp tôi, anh mừng rơi nước mắt. Vừa nhấp ngụm trà đầu tiên, anh đã dội xin phép được kể câu chuyện đời mình. Vì như anh nói, nó dài lắm. Tôi tên là Nguyễn Nhật Trung, quê gốc ở Đồng Nai, nhưng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nhận thấy đời sống kinh tế dân mình bắt đầu dư giả nhiều người có thú sưu tầm ăn uống những của ngon vật lạ. Tôi dốc toàn bộ vốn liếng, mở một nhà hàng thịt thú rừng đặc sản với ba tiêu chí, ngon, độc, lạ. Nhà hàng bày trí sang trọng, đẹp mắt, dàn nhân viên chân dài, da dẻ nõn nà. Thức ăn thì toàn hàng độc, dơi những công dụng chết người, mà hễ vừa nghe qua quảng cáo là ẩm khách phải sôi sùng sục đòi ăn cho kỳ được như ăn bào thai rắn để ông khỏe bà vui ăn chuột bao tử sống để đêm bảy ngày ba giàu ra không kể tôi muốn nói thêm với anh bào thai rắn thực chất là trứng rắn bề ngoài giống như trứng chim cúc nhưng có giá cắt cổ mỗi quả lên đến vài trăm ngàn đồng khi đập dở quả trứng sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa, ngon ngoe như con dung đất. Thiên hạ đồn rằng bào thai rắn là một bài thuốc bí truyền của người Trung Quốc. Ăn một lần thì nam giới sẽ có sức khỏe gấp đôi. Món này làm cho thân thể thấy rạo rực, làm chuyện ấy thì miễn chê. Đặc biệt, môn phát huy hết tác dụng cường dương. Khi đập dở quả trứng, người dùng phải nuốt tươi ngay. Nhiều người đồn đại rằng chuột đồng bao tử là chuột con mới đẻ còn đỏ hỏn, chưa mở mắt là món ăn độc nhất vô nhị, là vị thuốc bổ thận có một hai của từ hy thái hậu xứ Trung Hoa. Theo lời đồn này, nếu mổ bụng con chuột cái đang mang thai, moi chuột con đỏ hỏn bên trong ra, Nhúng qua nước sôi, đưa vào miệng ăn tươi nuốt sống thì sẽ mang đến công dụng kỳ diệu cho đàn ông. Sở dĩ có thể ăn tươi nuốt sống bởi chuột bao tử nằm trong bụng mẹ nên đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối. Mùi vị cũng dễ ăn vì nó rất ngọt và béo ngậy. Ngoài món chuột chảo nước sôi ở trên, tôi còn rửa sạch chuột bao tử bằng rượu, cồn hoặc nước muối, mổ bỏ lòng ruột, đem ngâm rượu, dơi một số vị thuốc bắc như ba kích, kỹ tử, đẳng sâm trong hai ba tháng. Uống loại rượu này rất tốt cho sinh lực đàn ông. Nhưng món ăn động nhất, quý nhất, tạo nên thương hiệu của nhà hàng chúng tôi chính là món ốc khỉ thịt khỉ. Chẳng biết tự bao giờ rộ lên lời đồn rằng đây là món đại bổ, có tác dụng tuyệt vời để kích âm cường dương và sức mạnh dược tính càng phát huy mạnh mẽ nếu mổ xẻ thú khi đang còn sống. Để tránh ăn phải ốc khỉ dởm, khách đều yêu cầu nhà hàng phải giết mổ tại bàn để ăn ốc tươi. Cho nên, giữa mỗi bàn ăn tôi đều khoét một lỗ vừa đủ cho chỏm đầu con khỉ nhô lên khỉ trước khi lên đầu đài đều được trói chặt nhét dưới gầm bàn đầu nhô lên khỏi lỗ khoét khoảng một phần ba phập một nhát dao thật sắc thật ngọt như tia chớp lia qua chỏm đầu con khỉ bay dèo rớt xuống mặt bàn một tiếng rú mang dại như tiếng đứa trẻ thét lên. Chanh tươi dắt, hạt tiêu bỏ vào, thực khách tranh nhau dùng muỗng, múc ốc tươi lẫn máu đỏ tứa ra, nuốt ngòm ngoàm cùng rau răm húng. Tiếng kêu rên thảm thiết của con khỉ càng kích thích đám thực khách. Cho đến lúc nó liệm đi, chết trong tột cùng đau đớn, ốc khỉ cũng sạch banh trên khóe miệng nhiều người còn dương máu. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách, tôi còn nghĩ ra đủ trò, tra tấn, hành hạ, giết thịt các con vật khác tại bàn ăn. Càng giả man rùng rợn, khách càng thích thú. Cắt tiết canh dịch tại bàn, chặt đuôi bò hầm khi nó còn sống, nhốt mèo vào lòng chật hẹp dùng nước sôi nóng già rót từ từ như rót trà cho lớp lông tự bung xẻ từng lách thịt khi cá còn dãy đành đạch tôi chưa từng biết ghê tay trước cảnh giết mổ nào khách hàng càng phê hú hét tôi càng hứng những nhát dao xẻ thịt càng điệu nghệ năm hai nghìn tôi cưới vợ một cô chân dài đẹp nức tiếng thành phố biển. Một năm sau, vợ tôi mang thai. Nghe thiên hạ đồn thổi về công dụng của thịt chó đối với việc nuôi dưỡng thai nhi. Mỗi tuần, tôi ép vợ ăn ba bữa. Đích thân tôi tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất. Tự tay tôi giết mổ, làm thịt, xào xáo rồi dâng lên tận miệng cho vợ xơi ăn được vài tháng vợ tôi kêu anh ơi em sợ lắm rồi thịt chó rất là nóng ăn vào con sẽ nổi đầy mụn nhọt lấm lông và nhiều bớt xanh đen nữa vả dạ lại em thấy cứ ác ác thế nào á con chó thân thiết với người ta là thế mà nỡ ăn thịt nó bữa trước bạn em còn bảo ăn thịt chó nhiều khi mang bầu, sau này con dễ bị động kinh. Tôi gắt, dớ dẫn, đứa nào bảo thế, để anh giả dở mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Đây, em cứ nhìn bác lực hàng xóm nhà mình kia kìa, chẳng ngày nào mà bác ấy không ăn thịt chó. Ngoài 60 mà bác ấy khỏe như dâm, người đô con như lực sĩ. Thôi, ráng ăn đi em, cho con khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, Vợ tôi hạ sinh được một bé gái bụ bẩm, khấu khỉnh. Tôi mừng rớt nước mắt. Có điều, lúc tôi chìa tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Tôi càng dỗ về, ru nín, con bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa lại con cho vợ chỉ ít phút, còn bé đã nín. Chuyển tay tôi, nó lại khóc ré lên. Vợ tôi bảo chắc tại mình giết mổ nhiều, sát khí nặng nên con mới sợ đó. Trẻ sơ sinh năng lượng còn mỏng manh yếu ớt. Thôi, thương con, mình chịu khó kiên gần con một thời gian. Từ đấy những lúc nhớ con tôi chỉ dám đứng xa ngắm con. Được hai tháng tuổi, một hôm, con bé bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép, da vàng ệt. Dội giả đưa cháu đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Sau khi xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ kết luận. Cháu bị tắc ống mật, mật ngấm vào máu gây vàng da và niêm mạc. Di khuẩn phát triển trong đường mật gây nhiễm khuẩn đường mật xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn máu. Đây là giai đoạn rất nặng của mật, nguy cơ tử vong cao. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ tôi khóc ầm lên, còn tôi choáng váng như sét đánh ngang tai. Rất may, bệnh viện đã mời được vị bác sĩ giỏi tu nghiệp từ Úc về, con tôi được cứu sống. Đến tháng thứ năm, một hôm tắm cho con, vợ tôi phát hiện lưng con bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lúng phúng. Mười ngày sau, lông mọc càng dài, khoảng 3-4 cm. Cứng, có màu vàng, mềm mượt như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai mông. Lo sợ, vợ chồng tôi ôm con đi khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc nhưng các bác sĩ đều lắc đầu từ chối vì không biết rõ nguyên nhân của căn bệnh lạ nghe một sư cô giới thiệu ở trên đỉnh núi cấm xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang có một vị đạo sĩ dùng thuốc nam chữa bệnh như thần tôi tức tốc lên đường tôi vẫn nhớ đó là một buổi sáng khí trời lạnh buốt sương văn mịt mù chỉnh đốn hành trang cẩn thận, đem theo tấm bản đồ. Một mình bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Dọc đường, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao dòi dọi, cây cối âm u, khói sương lãng bản. Đường càng lúc càng gập ghềnh miết mãi trèo đèo lội suối, trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy hình bóng của vị đạo sĩ. Khổ hạnh kia! lòng không khỏi băn khoăn đưa mắt nhìn quanh bỗng nghe thấy tiếng mỏ vọng đến chậm rãi khoan thai cốc 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 tinh thần phấn chấn trở lại tôi hăm hở nhắm hướng sơn cốc tiến tới rẽ vào con đường hung hút sâu trên cao bồng bềnh mây phủ cây cối xanh mướt như chốn bồng lai tiếng mỏ chậm dần rồi ngưng hẳn một dòng suối trong xanh uốn khúc hiện ra trước mắt tôi khom mình dốc nước uống hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng ngẩng đầu lên tôi bỗng giật mình phát hiện có người đứng bên bờ suối nhìn kỹ thấy một cụ già tóc búi củ hành râu bạc như cước dẫn bộ quần áo lụa màu trắng một cơn gió thoảng qua râu tóc tà áo ông phơ phất ánh mắt hiền từ thần thái cốt cách như một tiên ông bỗng dưng tôi có cảm giác ông gần gũi quá quen thuộc quá cứ như là ông bà cha mẹ tiền kiếp của mình xin cụ làm ơn chỉ đường cho con đến nhà thầy tê tôi đây anh đến để nhờ chữa bệnh cho con gái anh chứ gì tôi ra đón anh đây. Tôi giật mình, quái lạ, đây là lần đầu tiên tôi lên chốn thâm sơn cùng cốc này, cũng là lần đầu tiên gặp cụ. Sao cụ lại biết tôi lên đây tìm cụ chữa bệnh cho con? Đang dần gì suy nghĩ, cụ tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi. Trước đây, anh có giết thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen nào không? chính con khỉ đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo quán đó. Tôi lại giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là cách đây ba năm, tôi có làm thịt con khỉ lông vàng, trên lưng có đốm đen cho nhóm khách quen là các quan chức của huyện Lúc lôi nó từ trong lồng ra làm thịt, con khỉ cứ chấp tay lại tôi, lại cả đám quan chức đang háo hức ngồi chờ ăn món ốc khỉ đại bổ nhưng như thế thì vô lý quá trước tiên con khỉ phải tìm kẻ bắt nó mà báo quán chứ là đám quan chức lắm tiền nhiều của bọn họ ăn thịt khỉ nhiều hơn con mà tại sao con khỉ đó lại chỉ nhắm vào mỗi mình con mà báo quán vị đạo sĩ già ôn tồn giải thích có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ phàm những kẻ tham dự việc bắt khỉ giết ăn sớm muộn gì đều bị quả báo hết bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau nên thời gian chịu quả báo sớm muộn cũng khác nhau Hôm nay anh có đủ duyên đến với ta, cho nên ta mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh, tất cả đều có thể chuyển đổi được. Nói đoạn, ông cụ đưa cho tôi ba thang thuốc, dặn vừa nấu cho cháu uống, vừa tắm cho cháu hàng ngày. Nếu như anh thật lòng sám hối tội giết con khỉ hằng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm bồ tát hồi hướng công đức cho con khỉ đó thì con anh mới hết bệnh tâm càng chân thành thì bệnh con anh chuyển biến càng nhanh tôi về nhà tinh tấn thực hiện đúng những gì vị đạo sĩ căn dặn kỳ lạ thay mười ngày sau con tôi rụng hết lông già vẻ nhẵn nhụi như trước Nhà hàng mở cửa lại, khách đến ăn lại đông nườm nượp, tiền lại giàu như nước. Ngày ngày, tôi lại quay cuồng trong những trò chém giết, mổ thịt, lột da, mua vui cho khách. Cho đến năm 2004, quả báo dồn dập ập đến với tôi. Mở đầu là cái chết tức tưởi của ông ngoại vợ tôi Hôm ấy nghe tin ông ngoại lên cơn hen xuyển, vợ chồng tôi về thăm, mang theo cặp lòng cháo nấu với món ốc khỉ. Tôi tự tay đút cho ông. Ai dè, xúc đến thìa thứ ba, ông cụ bị nghẹn, mắt trợn ngược, mặt tím tái, nước mắt vàng giụa, người có cứng. Vài phút sau, ông chết trên tay tôi. Cả nhà vợ quán hận vì tôi mà ông chết. Cơn hận chưa nguôi. Ít lâu sau, nhờ mối quan hệ với các nhà sếp của tỉnh là khách hàng thường xuyên của nhà hàng, tôi có chấp nối cho ông cậu ruột bên nhà vợ là chủ thầu xây dựng, nhận một công trình lớn. Một lần, cậu tôi đến khảo sát, dàn giáo bất ngờ sập trong lúc công nhân đang đổ bê tông chính ông bị khối bê tông đè trúng người đầu dở toát chưa hết hơn ba tháng sau mẹ vợ tôi bị cảm sốt phải nhập viện chính tay tôi lái xe chở bà đến bệnh viện vì tôi quen thân khá nhiều bác sĩ ở đây bệnh bà không nặng thế mà vừa vào viện buổi sáng buổi chiều bà bị sốc thuốc lên cơn nhồi máu cơ tim rồi chết trên giường bệnh. Đến tháng 10, cô ruột tôi bị tai biến mạch máu não, vào nằm viện. Mọi người trong gia đình thay phiên nhau trực tại bệnh viện. Chả hiểu sao, đến đúng phiên trực của tôi thì cô mất. Ngẫm ra, cả bốn cái chết đều ít nhiều liên quan đến tôi từ bấy, cả hai bên gia đình nội ngoại đều tìm cách tránh xa tôi như tránh hủi. Họ bảo, thằng Tê giết chóc thú rừng súc vật nhiều quá nên sát khí nặng lắm. Gần nó, tôi có ngày. Cũng từ bấy, không hiểu sao, nhà hàng thưa khách dần, chuyện làm ăn ngày càng xa xúc. Tháng 6 năm 2006, ba đêm liền, tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình giác cuốc ra đồng, đào quyệt, quỳnh quỳt, mướt mãi. Đào xong, nhìn xuống dưới quyệt, tôi tá hỏa thấy em trai tôi nằm dưới đó, máu me bê bết. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tôi hoảng sợ, báo cho mẹ tôi biết và nhắc nhở chú em đi lại giữ gìn cẩn thận. Sáu ngày sau giấc mộng kinh hoàng ấy, Mẹ tôi gào khóc trong điện thoại. Em con bị tai nạn chết rồi. Tôi vội giả chạy ra hiện trường. Dưới gầm xe khách, em tôi nằm bẹp dí, tôi ngất đi. Ba ngày sau cái chết của chú em, tôi thỉnh mời một sư thầy ở Đà Nẵng đến làm lễ. Thầy bảo gia đình anh đang vướng vào một nghiệp lớn yêu cầu mọi người phát tâm ăn chay trường để xin gỡ tội. Tôi liền phát tâm ăn chay trong 49 ngày, những mong gia đình thoát nạn. Nhưng phát tâm ăn chay thì dễ mà thực hiện thì khó làm sao. Ăn được vài ngày, tôi đã lên cơn thèm thịt rượu. Hễ hàng xóm xào sáo món gì, mùi thơm bốc sang là nước miếng tôi ứa ra, nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng ngẫm nghĩ về những quả báo kinh hoàng dồn dập dán xuống gia đình mình, tôi gắn quyết tâm. Tôi lên chùa, đốt nhang, xin Phật, Bồ Tát phù hộ cho tôi có thể ăn chay được đủ 49 ngày. Buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tôi ra nghĩa địa thấp nhang cho chú em. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng một đám thanh niên đè ngửa một cụ ông bị lột trần truồng dao bầu nhọn quắt sáng loáng đang kề cổ cụ chuẩn bị chọc tiết quá kinh hãi tôi quăng xe chạy đến cứa cụ già nhưng khi đến nơi thì hóa ra đó là một con heo bị giết cúng dỗ tôi thất thần quay ra đi được một đoạn lại thấy cụ già đó biết là dông lên người mất tôi sởn hết cả da gà tóc dựng ngược cụ già kể ngày xưa do giết mổ heo nhiều quá nên khi mất phải trả nghiệp bằng cách hàng năm đều phải biến thành heo để bị con cháu giết mổ cho chính mình trong ngày dỗ của mình ông cụ nhờ tôi đến nói với con cháu đừng giết mổ heo nữa kẻo nghiệp chồng chất nghiệp nặng lắm Kể từ hôm ấy, nhìn con vật nào tôi cũng thấy là người. Tôi đoạn tuyệt với thịt, cá, rượu, bia, phát tâm ăn chay trường từ đó. Cũng kể từ hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện nhiều căn bệnh lạ. Đầu đau như búa bổ, các bó cơ ở vai, lưng, cổ, nổi u cục, cứng ngắt như đá. Người lúc nào cũng giả mồ hôi, da thịt nổi những mẫn đỏ hình con vật ngứa sôi ngứa sụt gãi cào toạt cả da chảy cả máu đêm tôi không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy cảnh chết chóc máu me tôi hiểu nghiệp ác bao lâu tôi gieo rắc bây giờ mới trổ đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi buồn rầu khóc lóc chỉ cần bình thản đối diện tin sâu phật pháp chí tâm tu hành nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh tôi tin ác hữu ác báo thiện hữu thiện báo những gì chúng ta tạo tác hành động từng cử chỉ từng niệm khởi theo sau đều có quả báo tôi bắt đầu tỉnh ngộ ra rằng tất cả mọi nỗi thống khổ của con người chẳng phải do ông trời làm ra mà chính là do những tư tưởng xấu hành động ác do chính con người đã tạo trong đời này hay đời trước muốn cải đổi vận mệnh chỉ có một con đường duy nhất là năng làm việc lành tích chứa âm đức mà thôi tôi luôn luôn sám hối trong tâm có lúc sám hối cho đến khi chịu không nổi khóc rống lên Ngày 19 tháng 2 năm 2006, tôi lên chùa Linh Ứng Non Nước ở Đà Nẵng. Quỳ xin phát nguyện ăn chay trường và quy y tam bảo. Tôi thường ra chợ mua động vật để phóng sanh, chuộc lại lỗi lầm. Hằng ngày, gặp những cơ hội phóng sanh, tôi đều thực hiện cho kỳ được. Tôi cũng dùng hết khả năng tài vật của mình để giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo đói, và quả thực các bệnh quái đản của tôi khỏi lúc nào không hay từ đó niềm tin của tôi vào nhân quả báo ứng ngày càng kiên cố tôi đã thấm thía được một bài học của cuộc đời một bài học sâu sắc rằng cái đích rốt ráo của đời người chẳng phải là rừng tiền biển bạc biệt thự xe sang danh cao chức trọng siêng năng làm thiện tích chứa âm đức không sát sanh làm lợi cho người của quyền thất tổ nhờ đó mà được rạng rỡ thì ta sẽ không thấy hổ thẹn một đời còn nếu có duyên hơn nữa đắt được phật pháp thì sẽ tìm thấy con đường thoát khổ siêu sinh kể lại chi tiết câu chuyện đời mình tôi hy vọng quý bạn đọc sẽ lấy đó làm gương đừng đi theo vết xe đổ như tôi như ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói đó, tiền nhiều để làm gì? Thú thực, nếu không đích thân trải qua những trải nghiệm đau đớn, khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mảy may sai lệch. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nguyện cho những ai đã từng phạm phải sai lầm này có thể hồi đầu sám hối. Những người chưa từng gây lỗi, đọc được bài viết này có thể nhân cơ hội. Tà hạnh Hiện nay y học đã chứng minh, hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng, hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời đầy, mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lễ con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo song thân của bé như bị sét đánh vào đầu không sao hiểu được lý do bé chỉ mới có hai tuổi vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật nhưng xác suất thành công rất thấp mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng vì vậy cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn cầu sống không được cầu chết cũng không xong khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân bé gái này tuy chỉ hai tuổi nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc gây nên thảm cảnh người mất nhà tan hồn người bị hại chết oan ôm phẫn độ căm thù thì đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràng rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ vang xin chúng tôi hãy cứu sống đó dù nó chưa nói rành mọi người đều ngạc nhiên cha mẹ bé bật khóc tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo con nhất định phải sám hối trước phật cùng mẹ hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò hai vị phải tụng kinh ăn chay phóng sinh thật nhiều cho bé tích góp từng chút thiện sự đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé cầu họ tha thứ buông xả quán thù cho sau khi về nhà cả ba người quỳ trước phật thành tâm sám hối cha bè làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tin tấn ăn chay, trì giới, tùng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh, nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện, thì cũng xúm nhau học Phật tập tu nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc sống khang kiện hạnh phúc chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh siêng năng sám hối sửa lỗi bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh cuối cùng tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục lấy đây làm gương cho nên đắm mê trong sắc dục làm vậy là hại mình hại người đời này không những khiến thân thể suy yếu yểu mệnh mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, suốt sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý Sống lại Cư sĩ tình hằng từ nhỏ, nếp sống gia đình nghèo khó, nếm đủ bức bách, gian nan. Đến khi trưởng thành, có được sinh hoạt như ý, thì ông lại nhân đó, mà tạo nhiều ác nghiệp khiến cuộc sống tái phát đủ điều bất hạnh. Mãi đến khi, ông tiếp xúc được với Phật Pháp, biết nghe kinh tu tập, nghiêm trì dưới luật, đoàn ác tu thiện, thì ông mới có được hạnh phúc, tái tạo cuộc đời mới, sống lại lần nữa. Chúng ta hãy nghe ông thổ lộ những lời chân thành tận đáy lòng. Tôi sinh ra tại một tiểu trấn hẻo lánh thuộc tỉnh Tô Giang Phố Dương Châu. Lúc còn nhỏ, cuộc sống nhà tôi tương đối khó khăn. Từ lúc có ký ức, tôi nhớ phụ thân mình là cán bộ công xã. Ông là người hào sản, nhanh mồm lẹ miệng, thẳng thắn, có rất nhiều bạn nhậu. Nên trong nhà thường có khách lui tới, phụ thân tôi là một cán bộ trụ trẻ bê tha. Khi tôi lên trung học, thì do những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, ông bị khai trừ, cách chức Việc này đã làm ảnh hưởng và thay đổi số mệnh của cả nhà chúng tôi. Do quan lộ bất như ý, nên phụ thân của tôi suốt ngày thở vắng than dài, giống như biến thành một con người khác vậy. Mẹ tôi cũng thành là chỗ cho ông trút giận. Để lấy lại thể diện đã mất, phụ thân của tôi chẳng thèm nghe lời mẹ tôi năn nỉ khuyên lơn. Ông đi mượn vai thân thuộc, mở một lò than. Không bao lâu lò hầm than làm ăn thất bại phải đóng cửa. Phụ thân của tôi không những chẳng thu về được một xu nào, còn khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bần cùng cực điểm. Vì cả nhà phải gánh lấy món nợ kết xù tới một dạng năm ngàn đồng. Vào năm 1981, cái thời đó, thì đây là một con số kinh khủng, nhà tôi căn bản là vô phương cả. Mẹ tôi càng tiêu tụy buồn rầu, khi chứng kiến chồng làm ăn thất bại, đối diện với cái nghèo rớt mồng tơi của gia đình không mong gì có thể ngóc đầu lên trong cơn tuyệt vọng đã mấy lần mẹ tôi muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời đau khổ nhưng ngoảnh lại nhìn đám con còn quá nhỏ mà đành nuốt lại ráng sống không nỡ bỏ mặt chúng tôi khi đó bốn mẹ con tôi ôm nhau mặt khóc vì không biết đường nào để đi ngó nào để sống nữa mỗi khi sắp đến tết nhà nhà đều hớn hở chuẩn bị năm mới chỉ riêng cô nhà chúng tôi là điều hiu lại còn phải đóng chặt cửa nữa trong khi ở bên ngoài chủ nợ hung hăng hét đòi cả nhà thì bị lăn nhục đủ lời đủ kiểu cần thấm thía thế thái nhân tình bạc bẽo quá cha tôi cũng nhân đây mà biến thành một con người trầm mặc ít nói buồn phiền không nguôi luôn sau đó mẫu thân của tôi vẫn tôi và anh hai đi đến tận nhà cầu xin thông cảm. Bà vừa đi vừa khóc và nói, Tiền thiếu cơ việc chúng tôi nhất định sẽ trả. Tôi xin dùng thanh mạng của mình để đảm bảo. Trong cái cơn gió lạnh, mẹ tôi rơi lệ đầy mặt. Còn tôi và anh tôi thống khổ đến nghẹt thở. Lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Toàn bộ sinh hoạt gia đình đều trút hết vào đôi vai gầy yếu của mẹ tôi sau đó quốc gia cải cách mở mang chính sách tôi cũng tham gia công tác cả nhà chúng tôi đồng tâm hiệp lực dốc hết sức làm lụng cuối cùng cũng trả hết nợ và còn để dành được một chút ít từ đó cuộc sống bắt đầu đi lên và tôi vào làm cán bộ ở cơ quan vậy là nề nếp sinh hoạt phóng túng lại bắt đầu nữa do tôi nghĩ hồi nhỏ mình nghèo quá bây giờ cuộc sống tốt lên rồi thì cũng hưởng thụ chút cho nó đã chứ. Vậy là tôi lao mình vào cuộc ăn chơi đàn điếm, ngày ngày nhậu nhẹt bí tỉ đến sai mềm. Diễm đủ thói hư tật xấu hết trơn á. Hút thuốc nè, uống rượu nè, bài bạc, sát sinh, tà dâm nữa. Tôi còn ăn tươi nuốt sống động vật. Không ác nào mà tôi không làm. Tôi phạm rất là nhiều điều tệ ác. Vậy là con đường quan lộ bắt đầu không hanh thông rồi không những tôi bị cơ quan giáng chức mà trong gia đình luôn xào xáo vợ chồng cây cãi um sùm con cái thì học tập xa suốt cực độ sau khi bị mất chức tôi dời nhà đến vô dương mở một tiểu điếm duy trì kế sống mặt trời cứ mọc rồi lặn cứ dậy ngày qua ngày cuộc sống của tôi vẫn như xưa không có gì khởi sắc tôi bắt đầu thở dắn than dài. Khi nhận ra được tình cảnh mình, giống hệt như phụ thân của tôi hồi xưa. Hôm nọ, ở dưới lầu chúng tôi tình cờ gặp một cư sĩ. Nay là sư huynh của tôi. Ông kể cho tôi nghe các chuyện về Phật giáo và tặng tôi một cuốn sách Biển Giác Thuyền Từ, tức là Giác Hải Từ Hàng, và một cuốn kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Vừa vào nhà là tôi nôn nóng mở ra xem liền. Hai cuốn sách này thu hết chú tâm của tôi giống như 500 hút sắt vậy đó. Tôi xem một lèo là hết ngay. Lúc này trời cũng đã sáng. Từ đó tôi đối với các điểm tích Phật giáo rất ưa thích. Xem không rời tay tôi còn nỗ lực tinh tấn hành theo nữa. Tôi thầm phát nguyện. Phật Pháp có khó nghe thì con cũng đã nghe được. Đời này con nhất định nguyện tu sửa cho liễu sinh thoát tử mới thôi. Kể từ đó, tôi theo sư huynh bước vào con đường học Phật. Nhìn thấy tôi thay đổi tốt lên từng ngày. Vợ và con của tôi cũng rất là ngưỡng mộ, hớn hở gia nhập hàng ngũ tu tập theo. Cả nhà chúng tôi may mắn biến thành một gia đình Phật quá. Tôi và vợ đồng phát nguyện. Từ nay thể dứt ăn mặn, nguyện ăn chay vĩnh viễn. Tôi còn quyết định bỏ hút thuốc luôn nữa kỳ lạ là hồi trước tôi cũng từng cai, từng bỏ thuốc nhiều lần rồi, nhưng mà càng bỏ lại càng thèm. Nhưng mà lần này lạ nghe tôi có thể từ bỏ với tâm hết sức thanh tịnh, nhẹ nhàng thư thái, triệt để dứt khoát luôn. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa xúc động. Quả là chư Phật Bồ Tát từ bi không bỏ một chúng sinh nào hết. Hiện nay hàng ngày tôi kiên trì tụng kinh, bái Phật, niệm Phật, chép kinh nữa. Mỗi ngày vào mùa một với ngày rằm, thì tôi hướng dẫn gia đình đi phóng sinh nè làm nhiều việc thiện, đồng thời còn đối chiếu theo kinh Phật dạy, lo kiểm điểm từng hành vi tạo tác của mình nữa. Tu thừa biết mình tật tánh nặng nề, nên đã bao lần ở trước mặt Phật rơi nước mắt, thành tâm sám hối, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi sửa đổi thành công, giúp cho tôi luôn nhận ra lỗi sai để kịp thời dứt khoát từ bỏ không tái phạm nữa. Kể từ sau khi học Phật, suốt mấy năm trì giới hành thiện, số mệnh tôi đã chuyển tốt có rất nhiều khách nghe danh ngưỡng mộ tìm đến bàn việc làm ăn tới giờ vẫn còn hợp tác nữa hiện nay tôi còn mở thêm một chi nhánh công việc rất là phất kể từ lúc ăn chay rồi huyết áp của tôi không có cao chứng mất ngủ cũng hết luôn cái chứng liệt nhẹ dần dần cũng khỏi nữa sức khỏe cả nhà tốt lên rất là nhiều kể cả cha mẹ của tôi ở diễn phương dương châu thân thể cũng rất là khang kiện từ lúc học Phật cho đến bây giờ, người xung quanh rất quý mến tôi, quý trọng tôi, ngày ngày càng nhiều đó. <laughs> Mỗi ngày qua, tâm tư của tôi rất là thư thái, trọn ngày làm việc mà không thấy mệt, sinh hoạt thì luôn điều chỉnh tốt, ngủ dậy sớm. Hằng ngày, hạnh phúc nhất là được ở trước mặt Phật đường, tụng kinh bái Phật, Pháp hỷ sung mãn, Phật Pháp thật là càng hiểu càng thú vị con trai của tôi cũng thay đổi rất là mạnh ngày xưa tính nó rất là hướng nội tự kỷ lắm nhưng bây giờ nó siêng năng tụng kinh kinh địa tạng nó không từ bỏ một ngày nào hết tính tình của nó vui vẻ cởi mở dị tha công việc của chúng tôi thì tùy theo ước muốn mà tự thành vợ <laughs> tôi cũng tinh tấn tu hành cả nhà chúng tôi đều được phật pháp tẩy gọi sống rất là hòa thuận vui vẻ đồng hưởng hạnh phúc tự thải sướng lắm. <laughs> ta nói Phật Pháp kỳ thực, uh, nó kỳ diệu lắm. Là Pháp bảo sáng tạo hạnh phúc thần kỳ ở dân gian hay sao đó. Tôi xin lấy kinh nghiệm của bản thân mình làm chứng, để chia sẻ và mách cùng quý vị nè. Các vị hãy tránh ác, hành thiện, thường kiểm điểm lỗi sai, để thiện quá thân tâm, cẩn trọng răng dè, giữ gìn thân, khẩu ý trong từng hành vi, Hãy phát nguyện, nghiêm trì với giới luật, không nên tùy tiện phóng vật mà xa vào lưới tà, nghiệt ác đó. Tôi mong rằng uh, câu chuyện có thật của mình sẽ khích lệ, giúp ích cho mọi người. Ha, mong các vị trong những ngày tháng còn sống này ai cũng phát tâm, tinh tấn học Phật, tu hành, tự độ mình, độ người. Tôi mong mọi người đều thoát khỏi phiền não đau khổ, vượt qua biển lớn sinh tử, đến bờ giác thanh tịnh, tịnh hằng. Phật giáo ban cho ta nền giáo dục ưu mỹ. Giúp nhân loại chuyển hóa số bệnh bản thân cực kỳ hữu hiệu Nếu như người người đều biết có thể y pháp phụng hành Thì ai cũng có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh Tây Du Ký và Phong Thần Dạ thưa sư phụ Nghe ngài phân tích nhận định truyện Bạch Xà Con cảm thấy rất có lý Hiện tại con còn dạy vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ Ừm uhm, Tây Du Ký là một bộ truyện trứ danh, rất được quần chúng ưa thích và đã dựng thành phim, được bao nhiêu người là quan ngân. Nhưng hồi nhỏ lúc mà con coi phim á, con cảm thấy đường tăng quá khiếp nhược yếu đuối. Mà tại sao Bồ Tát quan Âm lại bảo Tôn Ngộ không bái ông làm thầy? Hơn nữa, còn truyền chú cẩn cô cho đường tăng để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như là Tôn Đệ Thánh. Đường tăng không tài giỏi hơn, sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ? câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo phải giải thích như thế nào để sư phụ Hòa thượng Diệu Pháp đáp tôi cho rằng nếu hiểu Phật pháp thì nên giải thích Tây Du Ký như thế này như trong sách đã nêu bản thân Đường tăng theo pháp Tiểu Thừa cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới hóa hiện thành một lão Hòa thượng chỉ điểm mắt cho đường tăng nên đi tây phương bái kiến phật tổ xin thịnh kinh đại thừa đường đi tây thiên thịnh kinh thực tế là con đường mà ngàn quyền trang tu hành tự độ và độ người nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng luôn có đầy gian nan hiểm trở ba đồ đệ đi theo đường tăng là đại diện cho ba loại ác tập tham sân si của mỗi chúng sinh trư bát giới đại diện cho người tham dục trầm trọng tham tài tham sắc tham danh tham lợi tham ăn tham ngủ vì vậy mới bắt ông giữ tám giới hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục chỉ có giữ giới mới hoạch đắc trí huệ cho nên gọi là ngộ năng tu ngộ không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận có tài nhưng khí sân rất lớn ban tên ngộ không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý tất cả vô thường, vạn pháp, giai không. Còn xa ngộ tịnh là chỉ những người thực thà, phúc hậu, nhưng ngu si. Vì không hiểu rõ Phật Pháp, nên tạo nhiều tội nghiệp, như ăn thịt sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa, chuyên ăn thịt người mà sống. Đặt tên ngộ tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát đi tam giới, thì cần phải từ bi, bớt sát. Đường tăng, thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc, danh lợi, quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố thà tiến lên một bước hướng tây phương mà chết chứ quyết chẳng lui về để được sống gặp lúc gộ không phá giới xác chẳng chân lời thầy nên ông buộc phải niệm chú cận cô điều này hàm ý rằng dùng giới luật để câu thúc khiến y cải tà quy chánh đường tăng không thể đàn dân giá võ không thể biến quá chỉ biết nhất tâm niệm phật hàm ý rằng mục đích tu hành không phải để cầu thần thông Còn xem ngộ không dù thần thông quảng đại gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao nhưng cuối cùng thì ta không thể thắng chánh gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, đường tăng, nhất tâm niệm Phật. Bồ Tát, quan thế âm, chắc chắn sẽ yểm trợ cho phùng hung, hóa cát, giúp đường tăng, biến nguy thành an. Giả lại, một số yêu quái, ngộ không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các xuất vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải dạy thế này chư bồ tát tiên nhân vì muốn giúp đỡ đường tăng sớm chứng thánh quả nên cố tình chế ra chướng ngại tất cả đều là thử thách khảo nghiệm xem ông ứng phó làm sao đường tăng ngay nơi cửa ải sinh tử cũng chưa bao giờ cách bồ tát quan thế âm đã suối ông đi lấy kinh tôn hành giả có thể cởi mây đi mười dạng tám ngàn dặm thế mà chẳng ra khỏi bàn tay phật tổ như lai nếu như phật muốn đem kinh đại thừa giao cho đường tăng thì điều này quá dễ dàng chẳng phải ngài chỉ cần nhắc tay một cái là xong ngay hay sao hoặc giả cứ cho tôn ngộ không đi lấy kinh thì cũng giảm bớt rắc rối vậy thế nên bộ tây du ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan trong một đoàn thể học phật luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo đoàn thể phật giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại kim thu tinh xúc tiếp thu thâu tóm tất cả phật pháp là chí cương không gì có thể phá dở phật pháp cũng chí nhu không gì có thể chia cắt chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành thì có thể cùng dựng đại nghiệp cho nên trải qua muôn ngàn gian nan nguy hiểm rồi cuối cùng bốn thầy trò cũng gặp phật tổ nhưng đến lúc vào tàn kinh cát lấy sách lại gặp chướng ngại. Đây ngụ ý nói rằng, chỉ cần chưa thành Phật, thì vẫn còn vô minh. Cũng giải thích rằng, chịu buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn lại sáu chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong Kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua. Nếu nói như lai có thuyết pháp, tức là bán Phật, đồng thời cũng ám chỉ. Vào thời kỳ mạt Pháp sau này, tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất. Đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm. Đến cuối cùng chỉ còn sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa công thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì Tây Du Ký và Phong Thần là hai tác phẩm được thành hình bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có. Gần đây, Ngài Hư Vân ngôi sao bắt đầu thiền tông đã từng giải thích về lai lịch hai bộ truyện này như sau năm đó ở bắc kinh hòa thượng bạch vân giảng đạo đức kinh nơi bạch vân tự rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe rồi xin gia nhập phật môn đổi làm hòa thượng khiến cho các đạo sĩ tại trường xung quán bất bình nên thưa kiện lên quan triều đình muốn quá giải mâu thuẫn giữa hai bên nên ra lệnh cho trường xuân quán của đạo sĩ đổi thành chùa trường xuân còn chùa bạch vân của các sư phải đổi thành bạch vân quán các đạo sĩ không phục bèn viết ra bộ tiểu thuyết tây du ký mục đích là để mạ lị phật giáo vì vậy người xem tây du phải có trí tuệ và mắt sáng nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay điều lợi hại nhất là trong tiểu thuyết miêu tả đường tăng thịnh kinh xong khi về đến thông thiên hà thì toàn bộ kinh phật đều rơi xuống sông bị mất chữ hết cuối cùng chỉ còn lưu lại sáu từ nam mô a di đà phật đây chính là bọn họ muốn nói toàn bộ công trình phiên dịch kinh phật của ngài huyền trang là giả hết đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ dựng và cuồng nhiệt làm tin vào tây du ký khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của Ngài Huyền Trang bị chôn vùi, bị xuyên tạc, mai một. Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa Thượng cũng đáp lễ lại, họ viết ra phong thần bản để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điểm này thì sẽ nhận ra trong chuyện chỗ chỗ đều là mạ đạo sĩ. Chẳng hạn như nói đạo sĩ tu tiên, tất nhiên có công phu, nhưng thấy điều lần lượt bị đao tru tiên hành hình. Người xem hai bộ tiểu thuyết này, nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật giáo và đạo giáo tương tranh ngày ấy, thì sẽ ngộ giận, làm cho giả là thiệt. Vì vậy, đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà chính. Chú thích Xin hãy đọc lời giảng giải, khai thị của Ngài Hư Vân. Còn trong đây chỉ là lời giải thích của Hòa Thượng Diệu Pháp Ngài còn đề nghị chúng ta nên đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm để có đủ trí tuệ và con mắt sáng giỏi phân biệt chánh tà phải quấy. Chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư Đại Đức cao tăng sáng tác mới có thể khai mở trí tuệ cho mình. Tháng 6, Tuyết Rơi Trước đây tôi luôn cho rằng câu chuyện này là kịch bản hư cấu nổi tiếng do quan Hán Khanh sáng tác. Nào ngờ lại là chuyện thật bảy tám năm trước thông qua một tu sĩ trong giàn phật thành tôi được đến đài loan nghe trương giáo sư thuật lại tỉ bỉ các việc lạ lùng mà bà đã trải qua ba mươi năm trước bà làm công tác từ thiện tại đài loan chuyên tư vấn tâm lý là người tiên phong vực dậy trào lưu tốt cho xã hội vì vậy mà các ủy viên công tác từ thiện ở đài loan đều gọi bà là trương giáo sư tôi biết tên thật của bà nhưng ở đây chúng ta cứ gọi bà là trương giáo sư. Hiện nay, trương giáo sư đang ở Mỹ. Tôi có điện thoại trò chuyện cùng với bà. Bà là cư sĩ tu tại gia, ăn chay trường, nói năng cẩn trọng, chuyên trì chú Đại Bi và niệm Phật, thường đi khắp nơi truyền bá Phật Pháp. Hiện nay, bà hơn 70 tuổi. Trước khi kể chuyện mình, trường giáo sư đã mở đầu như sau. Những việc xảy ra cho tôi có nhiều linh dị tôi nghĩ không phải ai cũng gặp chuyện giống như mình nhưng chẳng thể ví các vị không gặp những chuyện này mà vừa kết luận rằng đây là quan đường không có thực khi nghe xong câu chuyện của tôi các vị muốn phê phán sao thì tùy tôi không dám có ý kiến nhưng tôi kể hoàn toàn trung thực quyết không hề vọng ngữ và điểm này xin hãy tin tôi đây là câu chuyện nhân quả báo ứng, tuyệt hay, mà bút giả may mắn được nghe chính biện trường giáo sư kể ra. Thiết nghĩ, những người giữ chức vụ cao, nắm quyền sinh sát trong tay cũng nên xem, sẽ rất có ích. Giờ xin ghi lại, chia sẻ cùng quý vị. Trường giáo sư vào trường đại học muộn, do sinh con rồi mới thi, tốt nghiệp lúc 33 tuổi. Lúc này, bà đã có ba con trai. Năm 33 tuổi. Vào tháng 5, bà phát hiện mình mang thai, dự tính sẽ lâm bồn đúng vào ngày sinh nhật 34 của mình. Khi mẫu thân bà hay tin đậy, thì kiên quyết yêu cầu bà phá thai. Thấy mẹ mình xưa nay tin thờ Phật, lại ăn chay nhiều năm, luôn giữ giới bớt sát nghiêm nhặt. Nhưng vì sao bây giờ lại yêu cầu mình phá thai? Bà Trương cảm thấy rất kỳ quái. Dù có gặn hỏi đến mấy, mẫu thân vẫn không chịu giải thích nguyên nhân. Khi trường giáo sư mang thai Xảy ra hiện tượng rất lạ Thứ nhất Trong người bà khó chịu Khiến phải thường xuyên đập đầu vào tường Thứ hai Khi nôn ẹ Thì cứ đòi chồng và ba con trai Phải đánh mình Còn buộc họ phải giúp hết sức mà đánh Có vậy bà mới thấy dễ chịu Nếu chồng và con không chấp nhận Thì bà liền trở mặt với họ Đây là hiện tượng kỳ quái Mà những lần mang thai trước bà chưa hề bị khoa. Khi bà Trương mang thai đến tháng thứ tư, thì bạn của thân mẫu bà là một tu sĩ ở Đài Trung có việc đến Đài Bắc, nên tiện đường ghé thăm nhà họ. Mỗi lần gặp vị tu sĩ này, trường giáo sư đều đảnh lễ. Lần này, bà Trương lễ rồi, lại xin lễ thêm một lần nữa. Sư hỏi, Vì sao lại muốn đảnh lễ ta thêm nữa? Dạ, đó là con lễ thai cho hài nhi trong bụng của con đó vị sư hoan hỷ nói <laughs> được rồi ta thu nhận bé nếu đã muốn cho cháu làm đồ đệ của ta thì sau này có xảy ra chuyện gì nhớ cho ta hay khi thai nhi được sáu tháng ngày nọ mẹ của trương giáo sư muốn ăn một món chay ngon mà tiệm ăn lớn ở đài bắc mới có bán trương giáo sư là người con chí hiếu luôn muốn làm cho mẹ vui lòng nên ráng sức đi mua khi bà ra khỏi nhà bước lên xe buýt rồi là một điều là người trên xe đều thấy bà mang cái bụng to nhưng chẳng ai muốn dường chỗ cho thậm chí có kẻ còn vờ nhắm mắt lại để khỏi phải thấy và không ai thèm để ý đến bà vì vậy trường giáo sư phải đứng suốt bỗng nhiên xe tông phải vật nặng thắng gấp khiến cho bà té nhào dẫn tới động thai phải chở đi cấp cứu. Tối đó, bà đau bụng dữ dội. Lúc này thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, nhưng bà đã sinh non. Bé tuy hình dạng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra đây là một bé trai vô cùng xinh đẹp, tuấn tú. Bác sĩ bảo, do hài nhi sinh quá sớm, họ đã làm hết sức mình, nhưng có cứu sống được bé chăng thì không dám đảm bảo. Vì vậy, trường giáo sư Đừng quá kỳ vọng. Trường giáo sư hết sức tự trách, nhận mình không chịu an phận ở nhà để con trẻ được bình an sanh ra. Hiện tại, bé chỉ có thể nằm trong lòng kính. Bà rất mong Phật Bồ Tát sẽ gia trì cứu bé. Bỗng, bà sực nhớ đến vị sư cách đây không lâu, đã ghé qua nhà bà, nên gọi điện báo cáo. Dạ thưa sư, con đã sinh rồi, em bé còn quá nhỏ, nhưng con hy vọng có thể cứu được nó. Sư nói. Con muốn cứu nó ư? Ừ. Tốt. Vậy hãy làm theo yêu cầu của ta. Từ hôm nay, hãy bắt đầu ăn chay trăm ngày. Con thường tụng kinh gì? Dạ, con chuyên tụng Bạch Y Thần Chú à. Được rồi. Vậy thì con cứ tụng chú này, nhưng phải tụng một dạng, tức mười ngàn biến. Nếu muốn cứu cháu, thì buông điện thoại xuống là tụng ngay đi. Lúc này trương giáo sư đang ở bệnh viện. Nghe sư phụ dạy như vậy, thì vội tụng bạch y thần chú không ngừng. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại, đều tụng suốt. Không bao lâu, bệnh viện bảo trương giáo sư có thể về nhà. Về nhà, rồi hàng ngày bà ở trước Phật tụng chú, ngày ngày đều như thế. Khi bé được một tháng, Tối đó bà bỗng thấy ác mộng. Trong mơ, đứa bé cứ lôi khéo bà. Bà cũng dặn lại. Bỗng bà buông tay ra, mặt đứa bé đen thui. Bà giật mình, tỉnh giấc. Nghĩ điểm mộng này, ác chẳng lành. Bè bảo chồng, gọi điện đến bệnh viện, hỏi thăm xem con thế nào rồi. Lúc này đã ba giờ sáng, chồng bà ngại nên chưa gọi điện. Trong lúc ông do dự, thì bệnh viện đã gọi tới báo tin đứa bé vừa qua đời lúc 3 giờ khuya. Trường giáo sư nghe như vậy thì bật khóc. Sáng ra khoảng 6 giờ, vị sư ở Đài Trung đã bao xe đến nhà họ. Vừa vào cửa, sư liền bảo. Chúc mừng bà. Trường giáo sư ngơ ngác thầm nghĩ thằng bé con mình vừa mất, sao sư lại chúc mừng? Nhưng sư đã lên tiếng hỏi. Phải chăng Hà Nhi ra đi lúc 3 giờ sáng. Trường giáo sư rất kinh ngạc, nói, Dạ, sao ngài biết được ạ? Sư kể rõ nguồn cơn. Hồi hôm này, khoảng 12 giờ khuya, đưa bé đến từ biệt sư. Nó nói, con vốn muốn đem bà ấy đi, nhưng hiện tại vô phương đột mạng bà, bởi vì bà đối với mẫu thân một bề hiếu thuận. Mẹ bà muốn ăn cái gì? Bà dù mang thai cái bụng to như vậy cũng ráng đi mua đồ cho mẹ. Và do bị gặp tai nạn xe như vậy, khiến con không đủ khí lực để sống trong bụng bà. Con vốn định vào đúng ngày sinh nhật, 34 tuổi của bà sẽ bắt bà đi. Sư hỏi, Con theo bà rốt cuộc là có thù quán gì? Bé đáp, đây là mối thù truyền kiếp cách đây nhiều đời bà ấy từng là tham quan đã phán án sai khiến con bị chết oan vì vậy con để bà từ lúc hoài thai là bắt đầu bị hành hạ chính là để trả mối thụ lúc con bị tra tấn trong ngộ con khiến bà hút đầu vào tường kêu chồng con đánh đập mình là để rửa mối hận lúc con ở trong ngục thọ cực hình tan khóc. Nhưng hiện tại, từ lúc bà sinh con ra rồi thì không ngừng niệm Phật. Do bà niệm Phật nên chung quanh bà luôn được Phật Bồ Tát che chở chúc phúc. Vì vậy, con vô phương tiếp cận không có cơ hội để bắt bà đi. Nhưng con chẳng cam tâm, luôn chờ đợi. Do trong nhà bà có Phật đường, con không cách chi vào được, vì trong nhà bà luôn được các tôn tượng Phật bảo hộ, chia chở, cho nên hiện tại con không đủ sức, có muốn kéo bà đi cũng không được. Thành phải bỏ đi Sư bảo trương giáo sư Bà không nên lưu luyến đứa bé này Nó đến là để báo thù Muốn đoạt mạng Bắt bà đi Nghe vậy lúc này Mẫu thân của trương giáo sư mới kể ra Việc quốc tức trong dòng họ Dòng họ trương giáo sư Phát sinh chuyện rất kỳ lạ Ông nội, ông cố Phụ thân bà Đều đúng ngày sinh nhật Năm 36 tuổi thì tà thế Điều này xảy ra liên tục suốt năm đời, các trưởng nam của dòng họ đều vô phương sống quá 36 tuổi, số mệnh của họ cứ đúng ngày sinh nhật 36 là lìa nhân gian. Còn phía con gái thì các trưởng nữ cứ đến sinh nhật 34 là tà thế, không ai thoát khỏi. Chuyện này, mặc dù mẫu thân bà biết rất rõ, nhưng không dám nói cho trường giáo sư nghe, vì sợ con mình sẽ bị kích động, bởi vì Trương Giáo Sư cũng là trưởng nữ. Đây là lý do vì sao mẹ Trương Giáo Sư kiên quyết muốn bà phải phá bỏ thai nhi. Trương Giáo Sư có ba trai, mỗi mỗi đều ưu tú. Nhất là con cả, tốt nghiệp đại học xong thì đi Mỹ du học, sau đó thành gia lập nghiệp. Hai năm trước, Trương Giáo Sư từ Mỹ sang thăm con trai thứ hai và con trai Úc tại Đài Loan, thì bỗng nhận được điện thoại báo tin cậu cả đang tắm, bỗng bị gạt thở, hiện đang cấp cứu. Khi bà về đến Mỹ, thì cậu cả đã qua đời. Điều này đối với bà như xét đánh gan tay, khiến bà suy sụp, té xỉu. Nhờ mẫu thân khuyên giải, nên bà ráng nén đau đớn để lo xong 49 ngày cho con. Lúc này, hầu như bà đêm ngày đều khóc, ai an ủi cũng vô dụng con trai út của bà cũng tới los angeles thậm chí phải nghỉ công tác để khuyên dỗ mẹ nguôi sầu trương giáo sư cũng hy vọng mình có thể thoát ra khỏi nỗi đau thế là bà nảy ý đến một ngôi chùa mà thuở giờ chưa từng ghé qua hy vọng phật bồ tát có thể giúp tâm tư bà bình ổn lại từ 10 năm trước trương giáo sư đã biết ngôi chùa này nhưng chưa bao giờ đến viếng hôm đó bà đi cùng chồng và con trai út vừa vào cửa thì thấy trong phật đường có hai người một vị là pháp sư hương cảng một vị là cư sĩ tại gia vị tu sĩ hương cảng vừa thấy bà trương thì nhìn chăm chăm mà trương giáo sư lúc đó hãy thấy người thì khóc pháp sư liền hỏi nguyên nhân biết việc rồi thì ông bảo với trương giáo sư rằng hãy yên tâm tôi sẽ lo giúp cho bà truy mới gặp nhau lần đầu nhưng Pháp Sư xin số điện thoại của bà và hẹn ngày mai gặp. Sau đó mỗi tuần, ông đều hẹn gặp và trò chuyện cùng bà. Ông thường nói, thế gian vô thường, luôn có sinh ly tử biệt, mục đích là để an ủi cảnh tỉnh bà, nhưng bà chẳng thể nào thoát ra khỏi vực thẳm khổ sầu. Thực sự thì cả đời trương giáo sư chưa làm điều gì đáng thẹn với lương tâm. Tại Đài Loan, bà một bề tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ bao nhiêu người, không hiểu tại sao gặp phải cảnh này. Một hôm, Pháp Sư gọi điện cho bà, mời bà đến, rồi muốn nói rằng, ông muốn giúp bà, nhưng phải đúng bệnh cho thuốc. Nhưng ông tra không ra, nhân quả khuất tất, nên vô phương giúp bà. Ông nói, ông có thỉnh một tượng quan thế âm Bồ Tát từ Đại Lục, hiện để tại Phật đường của mình, và hỏi rằng, Bà có thích Bồ Tát Quan Thế Âm chăng? Dạ, con từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Bồ Tát Quan Thế Âm. Pháp sư bảo, tôi sắp thế này, để thỉnh Bồ Tát Quan Âm về nhà, trước tiên bà hãy đi mua 66 cm vải vàng, hai bó hoa cúc cùng hoa trái đèn hương, rồi à sáng mai đến thỉnh. Hôm đó, bà cùng con trai đi đến tiệm vải để chọn. Trong đây vải vàng rất nhiều. Bà cho chữ chẳng biết mua loại nào, thì bỗng thấy một khúc vải rất đặc biệt, liền cầm lên, chuẩn bị trả tiền. Bà chủ tiệm nói, Khúc vải này không bán, bởi vì nó ít quá, mua về cũng không thể dùng làm gì. Trương giáo sư liền đo thử, kết quả vừa đúng 66cm. Thế là bà mua ngay. Bà đi ngang hàng hoa, tiệm còn đúng hai bó hoa cúc. Bà mua luôn và hôm sau đi thỉnh tượng quan thế âm về nhà từ đó trở đi đã qua hai tháng hơn trường giáo sư vẫn cảm thấy rất thống khổ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt lần nọ bà đến chỗ pháp sư ông hỏi tôi nhất định phải tra cho rõ nhân quả của bà chuyện bà không giống như người bình thường tôi phải dùng cách thức đặc biệt để giúp bà rồi ông đưa cho bà một tờ giấy đỏ và một bao thư nói trên tờ giấy này bà hãy viết ra kim mộc thủy quả thổ kim là viết về gia thế gốc gác xuất sinh mộc là viết về bạn bè công việc thủy là viết ra tên họ toàn gia quả kiếp này bà có quan khuất gì thổ bà có nguyện vọng gì thế nhưng cần chú ý một điểm tuyệt đối không được cho bất kỳ ai xem qua bao gồm cả chồng, con bà và ngay cả tôi nữa. Viết xong rồi thì tại ngày, giờ, tháng, năm đó, đối trước phương hướng đó, đọc năm lần, liên tục ba ngày, đọc tổng cộng mười lăm lần. Xong đem đốt đi, rồi bỏ tro vào bao thư này, đặt dưới gối nằm. Trường giáo sư làm y theo lời thầy nói, viết tổng cộng hơn một ngàn sáu trăm từ, đọc đủ mười lăm lần rồi đốt đi, bỏ vào bao thư, đặt dưới gối. Được một tuần, Pháp Sư gọi điện đến cho bà, hỏi. Trong thời gian này, không có hiện tượng gì phát sinh ư? Trương giáo sư đáp, dạ không. Đến ngày thứ mười, thầy gọi điện tới nói. Chúc mừng bà, tôi đã tra rõ nhân quả của bà, giờ hãy mau đến chỗ của tôi. Con trai út bà cũng đồng đi với bà. Đến chỗ Pháp Sư, bà thấy trên bàn ông đặt sẵn một tờ giấy vàng rất lớn, trên ghi chi chích chữ. Pháp sư nói, Đêm qua tôi ngồi tỉnh tỏa suốt đến sáng, cuối cùng từ trong thủy đàn đã tra được hết rồi. Nghĩa là trong nước hiện chữ gì tôi đều chép ra, phải mất mấy tiếng mới chép xong. Tất cả tôi đều ghi hết trong tờ giấy này, bà xem xong thì sẽ hiểu ngay. Sau đó, Pháp sư bảo bà, còn có hai tên cho bà xem đây. Bà vừa nhìn, liền nói. Hai người này đương nhiên con biết, họ đến là để đòi nợ con. Pháp sư nói. Có phải bà rất hận hai người này? Dạ đúng. Bà không nên hận họ, bởi vì đời trước bà nợ họ. Đừng hận nữa, việc gì cũng đều có nhân quả của nó. Tiếp đến, Pháp sư đưa tờ giấy vàng cho bà đọc và nói. Khi đọc đoạn thứ nhất, lòng bà sẽ hết sức sợ hãi, nhưng đọc đến đoạn thứ hai, bà sẽ rất kinh ngạc. Lúc đọc đến đoạn thứ ba, bà cảm thấy an ủi vô cùng. Thế là, bà bắt đầu đọc tư liệu, rất dài, vì cả trang giấy to lớn ghi rõ hết chuyện đời trước của bà. Điều đáng ngạc nhiên là, câu chuyện nhân quả báo ứng này cũng giống như vị Pháp Sư Đài Trung từng kể 19 năm trước. Nhưng ở đây, ghi cụ thể tỉ mỉ hơn có tên họ hẳn hoi đây là câu chuyện đầu nga kỳ án nổi danh trong lịch sử mà ai cũng biết chuyện hoàn toàn có thật được ghi như sau trường giáo sư kiếp trước là quan thái thú đào ngột một tham quan hủ bại không ác nào mà không làm ông đã bắt đầu nga hạ ngục xử nàng chết oan đầu nga nhân đây cùng tham quan kết huyết hải thâm thù, phát thệ đời đời sẽ truy tìm báo oán rửa hận, làm cho gia tộc kẻ thù luôn bị cảnh gia phá nhân vong. Đọc đoạn này, bà sợ đến phát run. Sơ lược câu chuyện đầu nga kỳ án. Dân nữ đậu Nga từ giỏ mồ côi mẹ, phụ thân là một tú tài nghèo tên đậu Thiên Chương, do muốn lên kinh ứng thí mà không có tiền đi đường nên đã vay nóng số tiền là hai mươi lạng bạc của bà quả phụ họ Thái. Nào ngờ năm sau, do số nợ lãi suất cao, biến thành bốn mươi lạng, ông Trương vô phương đền trả, đành phải đem con gái là đầu Nga, vừa gán nợ, vừa làm đồng dưỡng tức. Tức có nghĩa là cô dâu nhỏ được nhà trai nuôi từ bé. Đầu Nga ở nhà bà Thái được mười năm thì được gả làm dâu nhà họ Thái. Nhưng chưa đầy hai năm, chồng nàng chết đi, đầu Nga ngóa bụa, đành ở vậy cùng với mẹ chồng. Lúc này, tại Sở Châu, có Trương Lương Nhi là một thanh niên lưu manh. Hắn hợp cùng với lão Trương là cha mình, sớm nhau bắt nạt, ước khiếp hai quả phụ nhà họ Thái, ép buộc bà Thái phải lấy lão Trương. Bà mẹ chồng họ Thái vì muốn bảo toàn tính mệnh, bớt đắc dĩ phải ưng lão trương. Nhưng giả tâm trương lưu nhi không dừng ở đây, hắn muốn ép đầu Nga lấy hắn. Đậu Nga cương quyết từ chối, trương lưu nhi bèn lập mu hãm hại nàng. Hôm nọ, mẹ chồng nàng bị bệnh. đầu Nga nấu canh bổ, đem dâng cho bà dùng. Nhưng trương lưu nhi đã lén bỏ độc vào canh. thâm tính là trước tiên giết chết bà Thái rồi sau đó ép đậu Nga thành thân với Bình. Nào ngờ lúc đó bà Thái buồn nôn nên không dùng canh. Lão Trương thấy đồ ngon, bèn dành đấy ăn sạch. Trong chốc lát thì thuốc độc phát tác, ông ngã xuống lìa đời. Việc xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính. Trương Lương Nhi muốn hại mẹ kế, thành ra giết chết cha ruột. Hắn gian hoa đổ hết tội giết người cho đậu Nga và thưa kiện lên quan tri phủ sở châu vốn là một tham quan do nhận nhiều bà của trương lư đút lót nên đã dùng cực hình bức cung ép đầu nga phải giận tội nhưng đầu nga thà bị đánh chết chứ nhất quyết không giận tội do vậy tri phủ bèn chuyển qua tra tấn đánh đập bà thái thương mẹ chồng vì muốn cứu bà thoát đòn roi bạo hình đầu nga đành gạt lệ giận tội thế là nàng bị phán tử hình bị trói dẫn ra pháp trường lúc đó đầu nga lòng đầy bi phẫn nàng chỉ trời đất trách rằng trời ơi ông để kẻ hiền bị áp bức xử quan mà cũng làm trời hay sao đất ơi chẳng biết phân xấu tốt thiện ngay mà cũng làm đất hay sao khi đao phủ vung đại đao lên ánh chớp sáng lóe lúc này đầu ga ngước lên trời đọc to ba lời quyền nàng thề rằng một nếu tôi bị án quan khi đau chém qua đầu thì máu không rơi xuống đất mà bay thẳng đến bạch kỳ không cho một giọt máu tươi nào dính vào thi thể của tôi trên mặt đất hai trong suốt tháng sáu đang mùa hạ trời phải làm tuyết rơi dày ba thước che phủ thi thể tôi ba tôi chết rồi toàn phủ sở châu phải liên tục bị hạn suốt ba năm để chứng minh là tôi chết oan. nàng thề xong, đau phủ vùng đau chém, máu nàng quả nhiên bay thẳng lên bạch kỳ. tiếp theo đó là suốt tháng sáu, trời giáng đại tuyết phủ che thi thể nàng và sau khi nàng chết rồi, sở châu bị hạn suốt ba năm. ước nguyện của đậu ga đã được thực hiện chứng minh rõ là nàng chết oan điều này đã giống lên lời hiệu triệu kinh thiên động địa toàn thể bá tánh ở phủ sở châu đối với tham quan đào ngột vô cùng án ghét và cực kỳ cảm thông cho nàng đầu nga trẻ tuổi chết oan câu chuyện lịch sử này về sau đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều kịch bản sản sinh có kịch bản lấy tựa là tháng sáu tuyết rơi trải qua trăm ngàn năm nay luôn được tán thưởng tác giả Quang hán khanh cũng nhờ đó mà nổi danh và được xem như bậc thầy một nhà soạn kịch tài ba cấp thế giới nhưng trong kịch bản công diễn thì có thêm phần kết cuộc như thế này sau khi cha đầu nga là đầu thiên chương lên kinh thi đậu làm cao quan ông phụng lệnh vua đến sở châu khảo sát dân tình và phát hiện vùng này bị hạn suốt ba năm trời không mưa bột giọt ông thầm nghĩ nhất định là có án oan nên suốt đêm đó trong đèn tra lại vụ án đầu Nga. Bỗng ánh sáng lóe lên, đầu Nga xuất hiện, kể rõ oan tình, xin phụ thân chủ trì công đạo. Đầu Thiên Chương điều tra tỉ mỉ vụ án, cho xử lại và tuyên bố đầu Nga vô tội, phán tử hình Trương Lư Di cho hành quyết tại Sở Châu. Khi vừa tuyên án xong, trời mưa như trúc. Khi bà Trương đọc đến đoạn thứ hai đúng là rất ngạc nhiên. Vì vào tháng đó, năm đó, bà đã viết tờ thiên biểu này làm y như Pháp Sư dạy và đốt đi, tất nhiên không để lộ cho ai đọc. Nhưng toàn bộ nội dung này Pháp Sư đã nhận được đủ và chép lại đúng 1633 từ bà đã viết, giống như photocopy vậy. Đọc đến đoạn thứ ba, Pháp Sư đã tra ra và kết luận rằng hiện tại ngay trong đời này, trường giáo sư chưa từng làm việc gì xấu. Lúc còn ở Đài Loan, bà đã giúp đỡ không biết bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ học tập tốt, khiến họ mở mang trí huệ. Bà là người con hiếu thuận, thờ mẹ hết lòng, việc gì cũng không dám làm trái ý mẫu thân. Nhưng đây, pháp sư khuyên bà hiện tại nên dốc sức sám hối. Ông nói, bà nên trí thành sám hối, chăm chỉ học Phật tinh tấn tu đọc xong đoạn cuối cùng bà cảm thấy phi thường an ủi liền đánh lễ pháp sư cảm tạ tất cả những gì ông đã làm cho bà pháp sư vội nói bà không cần cảm ơn tôi đúng ra tôi phải cảm ơn bà bà biết vì sao tôi tới nơi này hay không vì nếu tôi chẳng tra ra chuyện nhân quả của bà thì không được phép về hương cản thấy bà trương ngơ ngác không hiểu vị tu sĩ liền giải thích. Sư phụ tôi vốn ở hương cảng, đã bế quan rồi, đụng lý thì phải bất vấn nhân gian sự, không lưu tâm tới việc thế gian nữa. Nhưng do à, trước đây từng thỏ ơn bà, có lần bà đã cứu sống ông, mà trong lúc bế quan, ông phát hiện bà đang gặp nạn, rất thống khổ. Vì vậy, ông sai tôi, hãy đem tôn tượng quan thế âm này đến Los Angeles, tìm cho ra bà, nếu tìm không được thì đừng hòng về hương cảng ngày đầu tiên tôi tới đây chỉ biết đại khái tuổi của bà dù à, bà ở rất gần nhưng à, los angeles rộng lớn như thế này tôi biết đi đâu mà kiếm cho ra nên cứ đinh ninh rằng mình khó bề quay về được tôi vào chùa này hỏi thăm cầu may xem có phụ nữ nào giống như bà tình cờ ghé qua chăng nào về hôm sau thì bà xuất hiện Tôi vừa gặp bà đã nhận ra ngay, đây chính là người mình đang tìm, đúng là người mà sư phụ buộc tôi tới gặp. Nhưng lúc đó, tôi không tiện nói rõ, chỉ biết sốt sắng hứa sẽ giúp bà. Giờ đây, chuyện nhân quả của bà đã tra xong, tôi sẽ mang tư liệu này về Hương Cảng, bởi sư phụ tôi muốn giúp bà, nên ở Hương Cảng hiện giờ đang khai đàn tổ chức pháp hội lễ giảng Phật rất trang trọng quy mô bởi vì đây là nợ mạng tiền kiếp của bà, là án quan thiên cổ rất khó siêu độ, phải nhờ đến pháp hội cực kỳ lớn mới mong giải quan được. Hiện tại bà không cần phải lo nữa, tương lai bà sẽ có dịp đến hương cảng, đảnh lễ sư phụ. Việc bà cần làm hiện thời là nên sám hối mỗi ngày. Trường giáo sư, ngay giây phút đó xúc động vì cảm thấy mình tội gì quá sâu nặng liền từ bỏ công tác đang làm, nguyện dùng những ngày tháng còn lại này chuyên tâm sám hối kể xong câu chuyện của mình trường giáo sư kết luận mỗi người chúng ta không nhất định được phải trải qua những chuyện kỳ dị như thế này nhưng từ chuyện của người khác chúng ta cũng có thể rút tỉa được những bài học hay tôi chỉ tiếc mình sám hối quá muộn nếu có thể mong các bạn trước hãy lo sám hối thì những tội nghiệp vốn có tất sẽ được tiêu trừ. Biết chuyện trường giáo sư rồi, bút giả xúc động sâu xa nên không ngại ghi hết ra, hy vọng người hữu duyên có thể nhờ xem câu chuyện này mà tỉnh ngộ, tu sửa thân tâm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của bài văn này. Trường giáo sư hiện đang ở tại Los Angeles. Sư phụ của tôi ở tại Mỹ cũng đã từng kiểm tra và xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thực. Phúc Đức Hải ghi Lời người dịch Nếu bạn đọc thắc mắc, bà Trương tạo tội thọ khổ đã đành, tại sao thân quyến cũng rước họa lây? Nếu từng xem qua các cuốn sách báo ứng rồi, ác bạn sẽ hiểu là đồng nghiệp chiêu cảm. Tham quan đào ngột ngày xưa không tạo ác đơn độc mà còn có cả phe cánh của ông, những quan hệ cấp trên và thuộc hạ cũng có thể biến thành thân quyến đời sau. Cho nên theo luật nhân quả vận hành, có thù thì tìm đến báo, có nợ phải đền. Do vậy mà cả gia tộc bà đều phải nếm cuộc báo thù của đầu ga. Tôi đã tìm dịch thêm câu chuyện Thái Bình Thông ở cuốn sách khác, đem sắp vào đây, nhằm giúp độc giả sáng tỏ thêm về lý nhân quả báo ứng, hiểu rằng một người có thể đầu thai tới lui trong dòng tộc thọ báo tương tục khi dịch câu chuyện đầy xong, tôi rất ngạc nhiên. Trường giáo sư hiện đời là một phụ nữ đức hạnh, nhưng kiếp trước lại là tham quan ác độc. Nếu đem so quá khứ và hiện tại thì thấy giống như là hai người khác nhau, tương phản hoàn toàn. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tham quan đào gột sau khi xử án đậu Nga xong. Nội việc chứng kiến máu bay lên bạch kỳ, tháng sáu trời làm tuyết, và sau đó hàng hán ba năm, cộng thêm lời dương chúng ta tháng chỉ trích. Cũng đủ để cho ông sợ toát mồ hôi, sinh tâm ăn năn hối cải, tu hành cực mạnh rồi. Và chính nhờ cái tâm sám hối tha thiết tu sửa mạnh mẽ đó, đã chuyển đào ngột từ một kẻ ác độc trong kiếp quá khứ thành một kẻ đức hạnh đời hiện tại, bạc hết mọi dấu vết xấu xa lỗi lầm, đến đổi khi kiểm điểm lại đã thấy ngay trong đời này y như chẳng còn mang theo một chút thối ác nào được di truyền từ quá khứ chỉ có kẻ bị hại là hận thù đời đời theo báo mà thôi còn đậu nga là cô gái đặc biệt thông thường các nàng dâu hay ghịch với mẹ chồng nhưng đậu nga thì khác nàng cư xử rất tốt với mẹ chồng do không đỡ chứng khiến cảnh bà bị đòn roi nàng chấp nhận hy sinh nhận tội lỗi lãnh án tử hình oan. Có thể nói, nàng là người có đức hạnh, cho nên mọi lời thề quyền của nàng đều thành sự thật. Tôi nhớ đã từng đọc một truyện của Tây Phương, nhưng không biết truyện này có thật không? Kể về một tử tù bị tuyên án oan. Ông chỉ vào các nhân vật có chức quyền trong phiên tòa, thề rằng bộ ông sẽ không bao giờ bọc cỏ để chứng minh mình bị oan. Sau đó tại dĩ trang, các mộ khác đều xanh cỏ, chỉ duy nhất ngôi mộ tử tù này là không bao giờ có cỏ mộc. Điều này khiến các nhân vật trong tòa trột dạ. Họ bèn nhờ người mang cỏ đến trồng trên mộ ông, nhưng cỏ chết hết, mộ kẻ bị xử oan vẫn mãi mãi không một cỏ. Có vẻ như lời nguyền của những kẻ bị án oan có đức hạnh luôn được thực hiện. Thông thường, ở thân phận bình dân, khi mà mọi thứ sở hữu đều khiêm tốn, người ta ít có cơ hội tạo lỗi hơn so với lúc bản thân có chức quyền, địa vị cao. Tôi nhớ tới chuyện công chúa Thăng Hoa trong tập báo ứng hiện đời 1-2. Khi làm công chúa, nàng đoạt chồng của dân nữ và giết người không gớm tay. Hãy ai trái ý là nàng giết, tính nết kiêu căng trịch thượng, quỳ quy, ác độc. Nhưng lúc tái sanh làm thường dân, nàng lại rất hiền lành. Một con cua cũng không dám giết, thậm chí còn thiết tha niệm Phật cầu cho nó đừng bị chồng sát hại. Cũng một con người đó, quá khứ thì tàn nhẫn ác độc, nhưng hiện tại thì lại là hiền lành, tốt nết. Tất cả những thay đổi này nói chung đều xuất phát từ lộc ăn năn hối cải nguyện dứt ác tu thiện mãnh liệt có lẽ nhờ vậy mà khi tái sinh những người ác đó đã xóa hết tập quán tệ chỉ còn lại những nết tốt hành thiện làm hành trang đem theo qua kiếp sau đó là điều đáng mừng cho họ nhưng không phải ai cũng biết giác tỉnh sửa đổi mạnh như vậy thật chi lý khi phật nói tạo si phước tạo mà không có trí tuệ là tội nghiệp đời thứ ba bởi những phước báo đã tạo quá nhiều nếu có lên trời hưởng hết rồi cũng bị đọa còn nếu được ở dân gian hưởng phúc thì sẽ sinh làm người quyền quý giàu sang rồi chính vì những tiền của quyền lực tài sát đó người ta lại có cơ hội tạo tội nhiều hơn cho nên phật luôn nhắc nhở ta phải tu theo chánh pháp để đời đời luôn có trí tuệ dẫn lối sôi đường giúp ta không đòa lạc trộm công, công giảm, giảm liệu hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập đã trộm công là giảm liệu chắc chắn sập nếu giảng lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là trương sĩ lương ông không học qua sách vở nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu ông luôn bảo đảm uy tín danh dự cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ ai cũng muốn mời ông thầu xây trương sĩ lương có hai con trai đứa đầu tên trương kim sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc còn đứa út tên trương tất khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tổn phí rất lớn. Các cổ đông trong hai thế lực hát bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan, tên là Chim Tụ Thành, thuộc loài khổ học xuất thân nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên. Chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông, nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết chế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lời ký được hợp đồng, thì phải chi cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử úc trương tất khoan ngoài việc yêu cầu tất khoan nộp phí bảo đảm tên thành còn đòi quyền khoáng báo chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc nếu không sẽ gây bất lợi nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt tất khoan bị họ ép hợp tác khổ không thể nói đành bấm bụng để tụ thành nắm quyền Thế là tụ thành tha hồ thao túng, việc trộm công giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ thành cho rằng, thủ pháp của Y chu đáo, kính như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàng tước, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngô có ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim tụ thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất khoan trương kim sùng khôn ngoan biết khó trốn trách nhiệm liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự riêng tức khoan trung hậu không biết hối lộ nên bị phán ngồi nhà giam bốn năm rưỡi tin tức này truyền đến trương sĩ lương đang nằm ở trên giường bệnh ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều nhất thời khó thể chấp nhận bèn tự sát Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tụ Thành là Chim Mộc Căn cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hãy Tụ Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc căng xây. Sau đó Y Ung Dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình Mộc Căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao, nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được. Bèn hẹn gặp riêng một căn, đề gì hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong, thì giao cho một căn say. Lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Một căn nghe, thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai chim tụ thành. Y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và một căn dám vong ân bội dĩa với mình. Nên ngày tối hôm đó y dẫn theo sáu tên xã hội đen đến nhà kim sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám giang kết quả tụ thành nổi danh cáo già trừ việc bị cách chức ra pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành tuyên phạt y một năm rưỡi tù giam khi tụ thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây do y điều khiển vô số công trình rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo mỗi lần có sự cố phát sinh sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng nhưng sau khi tụ thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua Mặc dù tụ thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó, là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già, đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngay tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lúng rồi sụp đổ khiến cho vợ chồng ông thành con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát đồng bị chuông sống và chết dưới đống gạch vụn sau đó cảnh sát điều tra mới biết ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác, thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu, và tùy chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này, truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi, thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đại địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà, bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối khẩu thả rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm hy vọng nghe xong câu chuyện có thật này các vị sẽ giữ lòng hướng thiện nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang thì hại người vẫn là hại mình khó thoát khỏi báo ứng rủi ro bởi vì đồng tiền bất nghĩa dù do chính tai bình hay con cháu tạo ra thảy đều vô phương hưởng dụng trong chết được sống. Thông thường, người ta chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng mới khởi ý đến với Phật Pháp, cầu gia hộ. Lúc đó nếu có duyên lành gặp được thiền tri thức hướng dẫn, hành đúng Pháp sám hối, chí thành học Phật, thì có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết. Nhưng, trước bao quả báo khổ não phải thọ giận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tinh thọ, phải biết trân quý bồi phần những ưu khuyết từ kiếp người, sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến mới có thể tránh được tai nạn hòa ương trùng trùng. Có nữ cư sĩ họ Lưu, tuy tinh Phật nhiều năm nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay tính tâm học phật cũng không kiên định cuối năm 2007 lưu cư sĩ khám bệnh bất ngờ phát hiện ruột bị ung bú sau khi tái khám bác sĩ bảo cô về nhà nghỉ dưỡng thích món gì thì cứ ăn bệnh này á mạng sống chỉ tính từng ngày lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ bình thường cô không nghĩ là bệnh này nặng đến vậy giờ xem như đã bất trị là thời kỳ cuối vô thường đến nhanh quá khiến cô trở tay không kịp nên tâm phát sinh chán nản tuyệt vọng đầy lúc này cô nhớ lại mấy hôm trước dì và vài bạn đạo đến thăm đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay niệm phật tụng kinh cho tốt thế là cô âm thầm hà quyết tâm phải trì giới ăn chay chấm dứt không tạo sát nghiệp cô sẽ chân chánh tu học phật pháp cầu Phật lực gia trì giúp cô ra khỏi tuyệt lộ. Về nhà rồi, lưu cư sĩ kể rõ bệnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay, và kiên quyết nói. Tôi không còn sống mộ lâu nữa. Trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học. Xin mọi người ủng hộ cho. Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay lúc này đành im lặng chiều theo. Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bệnh hoạn đau đớn, dày vò, khiến cho cô nhiều lần thối tâm, tinh thần, đang nằm trên bờ vực suy sụp. Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn, thì dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp. Họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời, còn khuyên cô nên tụng kinh, nhất thiết như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo kiếp ấn Đà La Ni, để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bệnh. Một tháng sau, khi đến bệnh viện kiểm tra, thấy bệnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bệnh cô đỡ nhiều rồi, cũng vui mừng, tở mở, sớm nhau ăn chay theo. Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, là một đề tử Phật đúng nghĩa. Hàng ngày, cô tụng kinh, nhất thiết như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn Đà La Ni, 108 biến. Cô Chí Thành quỳ trước Phật tụng kinh, tỉnh tọa, chuyên chú miên mật. Lúc này, phiền não cũng theo đó rụng rơi. Đúng như trong kinh nói, nếu có chúng sinh tội nặng bị báo ứng, trăm bệnh kéo đến, thống khổ bất thân, tụng chú này 21 biến, ách bệnh khổ não, nhất thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận. Lưu cư sĩ tin tấn tu học như thế ba tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện, ruột không còn u bú, bệnh khỏi hẳn triệt để. Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành đã giúp cho lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử. Không những bản thân cô thọ sâu pháp ích mà còn khiến cho toàn gia cảm động cùng bước vào con đường tu tập ăn chay theo luôn. Giải thích thêm, lưu cư sĩ bị ung bú thời kỳ cuối. Vì sao chỉ ba tháng được lành là do các nguyên nhân sau đây. Một, nhờ cô sửa đổi tu ba điều thiện, ăn chay trường, phóng sinh, tụng kinh. Hai, Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng. Ba, hàng ngày thành tâm tụng chú, nhất thiết Như Lai tâm 108 biến. Lực gia trì của chú này mạnh không thể nghĩ tưởng. Trong kinh nói, chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu phóng đại quang minh chiếu đến tam đồ, khổ điều tiêu tan, chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh tùy ý vãng sinh mười phương tịnh độ. Người người, nếu y theo ba điều này tu, thấy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh. Nguyên nhân bất hạnh Một ngày mùa thu, năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi. Trong rất tiều tụy, cô quỳ trước hòa thượng diệu pháp khóc sướt mướt không ngừng kể lễ về những bất hạnh của mình. Quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hát cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ dùm cho con con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy, con đau khổ muốn tự giận, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm, lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác. Kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa. Khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm địa xin sư phụ giải cho con hiểu số con vì sao quá bất hạnh có cách nào chuyển đổi hay không sư phụ mời cô ngồi ngài trầm ngâm một hồi rồi hỏi hôm nay vì sao con không trang điểm nghe vậy cô có chút ngơ ngác sau đó tỏ vẻ ấy nấy thưa dạ Bà hết dặn con, tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói, Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng, Đời này sợ dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế. Đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm, bởi con luôn trao thia nhan sắc cho xinh đẹp. Y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặt khiêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình. Sức ưa quyến rũ nhãn qua người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật đầu, sư phụ nói tiếp. Dục vọng nam nữ, ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà Bản chất phái nữ vốn yếu đuối. Vì vậy, con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: Trâu dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: Có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu. Làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau tria làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niềm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tức nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình không nên ăn mặc hở hang kích khởi dâm tâm ái niệm nơi người khác phái còn về phu thê tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân nghiệp lực đời trước nữa kiếp trước ai thiếu ai ai nợ ai nhất định đời này sẽ tìm đến tức là gặp nhau đòi nợ con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém hoặc có những bị nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao cho nên tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh bởi vì trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm khoe của là mời cướp nếu có muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thường niệm quan thế âm bồ tát được vậy thì dù định mệnh an bài sẵn phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ dạ con hiểu rõ ạ được rồi cứ y theo đó mà làm chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa bởi vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này nhưng kể từ nay về sau con phải giữ gìn ngũ giới hành thập thiện xem kinh sách cho nhiều rồi từ từ sẽ minh bạch Cô nọ vui vẻ, vâng lời hòa thượng dạy, nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưu tụng chú Đại Bi Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nguyễn dự, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiền căng nhiều kiếp. Có lần, tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam, và ở chơi tại đây ba ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường, đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó, khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùng đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắt nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hãy lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú đại bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, thấy rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất ba tiếng, khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống. Còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm hôm nay số mình thật hơn, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát quan âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi, vì trong chú đại bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh khi đó ngài từ sơ địa thăng lên thập địa ngàn mắt ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi đại từ của bồ tát quan âm nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì ngài đến đó trợ giúp trong kinh nói nếu ai chí thành tụng chú đại bi thì sẽ luôn được bồ tát quan âm gia hộ điều này là ngàn chân buôn thật tuyệt đối chẳng nên hoài nghi có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là bồ tát có ngó đến tôi chuyện mới xảy ra gần đây con gái tôi thì lên cao trung tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình nhưng nó rất chăm học và có chí nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố vì chúng bạn hiền lương phẩm hạnh cao chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo. <laughs> Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắc khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này, hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh dân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiến tâm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán. Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy, có tôi công cũng rác mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui, Nó ức ức khóc kể với tôi. "Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con." Ông cười nhạo, "Khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó, nhưng thật sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà." Tôi vỗ về, an ủi nó con gái cưng à cổ nhân thường nói có chí thì nên con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập ờ bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà đây gọi là đạo trời buộc đắp cho người có lòng bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con suốt thời gian con bé thi tôi giữ đúng lời hứa thường ngày cứ hai giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật, nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ, tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú đại bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói, Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm, có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. Bảy ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận, có thể dùng câu đảm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo còn mau lấy bản tính ra, cộng hết lại thử coi. Sau một hồi cộng tính, đúng y chang, 597 điểm, không thừa, không thiếu. Tôi vội nhắc. Nè, con có nhớ tuần trước, bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát quan Âm đã báo mộng, nó con thi đậu, được 597 điểm mà. Lúc này, hai mẹ con cùng ngay người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm, cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được, bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng. Ba, ba, ba ơi! Tôi bảo, con, con mau đến lễ tạ Bồ Tát quan Thế Âm đi. Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi rồi niệm A Di Đà Phật. Tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ, con người ta gặp lúc quan trọng nếu không nhờ phúc đức bình gia hộ cho thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ, tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc, nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quang Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn sứ cầu, ngàn sứ ứng. Thuyền từ đồ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ là mong các Pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, Hãy chí thành, khẩn cầu Ngài gia trị cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh gài để dẹp trừ tạp niệm vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ trăm ngàn vạn ức kiếp sinh tử tội nặng, lúc lâm chung tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi, lúc lâm chung mà đọa vào ba nẻo ác, ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật bồ tát quan thế âm thực ra sớm đã thành phật hiệu là chính pháp binh như lai lời ngài hoàn toàn chân thực